Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một chính thể dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Qua bản tuyên ngôn ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 79 năm trôi qua, bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh như bản anh hùng ca bất hủ sống mãi trong trái tim của những người con đất Việt. Những tư tưởng quan điểm của người trong bản tuyên ngôn độc lập về quyền dân tộc và quyền con người, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên quyết để giữ vững nền độc lập tự do vẫn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mở đầu bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn một câu trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và nhắc đến bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp. Không chỉ dừng lại ở đó, mà người đã phát triển nâng lên cái ý cốt lõi, nguyên tắc cơ bản của hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa vượt thời đại khi những tư tưởng, quan điểm của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa quyền độc lập dân tộc và quyền sống của mỗi con người. Đó là sự thể hiện giữa khát vọng sống trong hòa bình, tự do với tinh thần kiên quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập tự do. Với lời ngắn gọn, đanh thép, lập luận chặt chẽ, dễ hiểu đi vào lòng người, bản tuyên ngôn độc lập là một cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ có giá trị lịch sử khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển. Du khách là người Việt Nam tham quan các điểm di tích Huế trong ngày hôm nay 2 tháng 9 sẽ được miễn phí vé vào cửa. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết khách được miễn phí vé tham quan từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút. Trong dịp lễ Quốc khánh, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến đón 120.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với năm 2023. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng. Thống kê, công suất phòng bình quân các khách sạn ngày 31 tháng 8 đạt khoảng 64%, ngày 1 tháng 9 đạt trên 80%. Hiện ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã lên kế hoạch tổ chức thêm các chương trình trong dịp lễ để khách đến tham quan vui chơi. Thưa quý vị, đề án thiết lập và phát triển tủ sách Huế đã được ra mắt vào năm 2021 với mục tiêu và quyết tâm lưu giữ, bảo tồn các giá trị của sách, đồng thời phát triển và đa dạng các đồ sách được nhiều độc giả trong và ngoài nước quan tâm biết đến. Đến nay, tủ sách Huế đã được nhiều người biết đến với nhiều đầu sách và tư liệu quý. Tuy nhiên, sự lan tỏa và xã hội hóa của nó vẫn là vấn đề cần được giải quyết. Đề án tủ sách Huế ra mắt năm 2021 với mục tiêu hướng đến giới thiệu quảng bá hình ảnh Huế qua sách, phát triển văn hóa đọc, giới thiệu các cuốn sách quý, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa văn hóa của vùng đất cố đô. Tủ sách còn hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học cho việc nghiên cứu Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực. Với quan điểm phát triển cái đề án tủ sách Huế là với mục tiêu cuối cùng để thúc đẩy cái văn hóa đọc và cái lan tỏa cái văn hóa Huế cũng như là lưu giữ cái tư liệu quý cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến thời điểm này đã có 11 ấn phẩm được xuất bản gắn logo tủ sách Huế. Thế nhưng việc lan tỏa tủ sách Huế hiện chỉ dừng lại ở các sự kiện như ngày sách, trao tặng sách cho hệ thống thư viện, trưng bày và triển lãm các ấn phẩm tủ sách Huế. Tại tọa đàm, rất nhiều ý kiến đề nghị cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để tủ sách Huế lan tỏa, không chỉ là quà tặng và in từ tiền ngân sách mà cần xã hội hóa, liên kết các nhà xuất bản, phát hành uy tín lớn trong cả nước, quốc tế để in, cũng như nới rộng thị trường để bạn đọc có cơ hội tiếp cận. Tôi rất muốn cái mô hình của tủ sách Huế này nó sẽ nhân rộng ra các cái tỉnh khác ở trên cả nước, bởi vì mỗi tỉnh thì đều có những cái văn hóa lịch sử rất hay, và chính văn hóa của lịch sử của mỗi tỉnh, của mỗi vùng đất như vậy nó làm nên văn hóa và lịch sử của cả đất nước này, của cả dân tộc này. Dịp này, Quỹ Phát triển Tủ sách Huế
cũng được công bố ra mắt và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Chương trình được tổ chức vào 20 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình với quy mô dự kiến khoảng 25.000 người, với chủ đề Hà Nội, thành phố hòa bình, thành phố rồng bay. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình sẽ có phần trình chiếu công nghệ ánh sáng bằng thiết bị không người lái, phần bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Simacai, tỉnh Lào Cai đã chủ động đưa các giống hoa mới về trồng, tạo nên những đồi hoa trải dài, ngút ngàn, phục vụ cho người dân du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá. Thời điểm này, những vườn hoa đã khoe sắc rực rỡ nơi vùng cao Simacai để đón du khách chơi lễ 2 tháng 9. Vườn hoa tam giác bạch, hoa cánh bướm của gia đình anh Cư Xeo Mình được bung nở rực rỡ. Năm đầu tiên chuyển đổi sang làm vườn hoa dịch vụ, anh Mình đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu và đầu tư bài bản, nắm bắt thị hiếu của khách hàng. Chỉ sau gần một tháng mở cửa đón khách, vườn hoa đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm. Mới đầu em ở nhà, em nghĩ nó là vườn hoa đơn giản thôi. Nhưng mà sau khi đến cổng này thì em thấy nó rất là đẹp. Đi thì mình thấy thoải mái lắm, không khí nó trong lành. Còn đây là vườn hoa núi tình của gia đình bà Vàng Thị Xú. Đã có 3 năm kinh nghiệm trồng hoa phục vụ khách tham quan, trải nghiệm. Chị Xú đã biết căng thời gian để hoa cánh bướm tam giác mạch bung nở đúng mỗi kỳ nghỉ lễ. Năm nay, khu vườn còn được cải tạo với nhiều tiểu cảnh hấp dẫn, thu hút du khách. Tôi đã trồng những cái hoa để nó nở kỳ mùa 2 tháng 9 để chào đón du khách để đến vui chơi, và tôi đã chuẩn bị những cái trang phục truyền thống cho du khách đến vui chơi và có quần áo trang phục thổ cẩm để mặc. Những không gian rực rỡ sắc màu nơi vùng cao Simacai đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân du khách khi đến trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Thông qua đó, cũng góp phần gia tăng nguồn thu cho các hộ làm du lịch dịch vụ, thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ của địa phương. Thưa quý vị, quán triệt thực hiện quan điểm mục tiêu nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Gần một thập kỷ qua, Đảng bộ chính quyền tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ nhằm tập trung xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc. Cùng với những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực, văn hóa đã thực sự trở thành sức mạnh mềm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hiện thực hóa nội dung trên, trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền tỉnh Khánh Hòa luôn xác định văn hóa có vai trò vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Thực tế cho thấy, trong tiến trình lịch sử hơn 370 năm hình thành và phát triển là cả một quá trình dài để định hình lịch sử một vùng đất, một xứ trầm hương đậm đà bản sắc. Nền tảng hạ tầng kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội vững chắc từ lợi thế có bao la biển rộng, có các vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh nổi tiếng, có những bãi biển cát trắng với nắng chan hòa và sóng gió đại dương, có rừng xanh với nhiều sắc hoa và hương trầm, có nhiều sản vật, công trình tuyệt tác của thiên nhiên và bàn tay, khối óc của con người, và có bản sắc văn hóa, tâm hồn người dân Khánh Hòa gắn bó hòa quyện với núi rừng, đồng bằng, sông nước, biển đảo, nên thơ, hùng vĩ nơi đây. Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 16 di tích xếp hạng quốc gia, 180 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 1 bảo vật quốc gia. Cùng với các di tích, nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc góp phần tạo nên cho vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa sự đa dạng nhưng vẫn mang tính đặc thù về văn hóa. Cũng từ đây, văn hóa được xác định như một sức mạnh mềm,
đóng góp vào sự phát triển cũng như hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Cái khát vọng phát triển và khát vọng vươn lên lúc nào cũng tồn tại, lúc nào cũng có. Chỉ cái quan trọng là chúng ta khơi dậy như thế nào mà thôi. Thế nếu chúng ta khơi dậy cái khát vọng vươn lên này mà vẫn giữ được cái bản sắc của Khánh Hòa là hiền hòa, là thuần nẫu như thế, thì chúng tôi cho rằng nó không có gì mâu thuẫn với nhau cả, và nó có cái sự kết hợp rất là tốt. Thế thì chúng ta có thuận lợi rồi, có nghị quyết của Bộ Chính trị rồi, có nghị quyết của Quốc hội rồi, của Chính phủ rồi, các bộ ngành quan tâm ủng hộ, các địa phương giờ đây là cũng rất là gắn kết với Khánh Hòa rồi. Chúng ta phải cởi mở hơn, phải chủ động hơn và quyết liệt trong công việc, cùng nhau thống nhất ý chí, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau hành động. Với lợi thế của một địa phương có tốc độ phát triển du lịch mạnh mẽ, nhiều sự kiện văn hóa Khánh Hòa tổ chức được bạn bè quốc tế đánh giá cao, thể hiện được tầm vóc vị thế của Khánh Hòa. Đó cũng là nguồn lực và sức mạnh để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vững tin tiếp bước, góp phần làm phong phú, tô đậm thêm truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, trở thành nguồn lực quan trọng, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội cho vùng đất xứ Trầm Biển Yến. Thưa quý vị và các bạn, vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước từ lâu đã được biết đến là điểm đến tham quan sinh thái hữu tình, nơi trải nghiệm khám phá nhiều điều kỳ thú từ thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất con người nơi đây. Vâng, thưa quý vị, đến với vườn quốc gia Bù Gia Mập, du khách còn có thể hòa mình trong các trò chơi, câu cá giải trí, check-in nhiều cảnh đẹp cùng thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị về hành trình khám phá vô cùng đặc biệt khi màn đêm buông xuống ở vườn quốc gia Bù Gia Mập. Khi màn đêm buông xuống, vườn quốc gia Bù Gia Mập khoác lên mình một tấm áo huyền bí, mời gọi những trái tim yêu thiên nhiên đến khám phá. Hành trình bắt đầu với hoạt động đốt lửa trại, nhảy múa cồng chiên của người đồng bào Stiêng nơi đây. Tiếng cười, điệu nhảy, hòa cùng tiếng nhạc truyền thống của đồng bào Stiêng như mang chúng ta trở về với những giá trị văn hóa lâu đời, đậm chất núi rừng Bình Phước. Khi càng về đêm, nhiều bạn trẻ đam mê khám phá được nhân viên trong rừng hướng dẫn mang trang phục và đeo đèn pin để vào trong rừng soi cá hay soi búa đêm. Khung cảnh này thực sự mang lại một cảm giác yên bình và đầy mê hoặc đối với nhiều du khách. Nói chung là những người thường đi với tôi là thường là cái lớp trẻ, ít trải nghiệm. Chứng kiến gặp được thú thì nói chung là cũng có thời lúc gặp lúc không. Mà thấy được thú, người ta rất chi là vui mừng, đó. Người ta là càng tin tưởng hơn là mình, cái người dẫn đi soi đêm. Do đặc thù là rừng nhiệt đới hay nhiều dây leo bụi rậm làm khuất tầm nhìn, nên việc thú xuất hiện trong rừng chỉ có thể dễ dàng nhìn thấy tại các bãi cỏ có tầm nhìn rộng. Nếu may mắn, du khách sẽ được nhìn thấy nai, hươu, chim. Còn nếu không may mắn thì đó cũng là một sự trải nghiệm không bao giờ quên và còn là động lực cho cuộc hành trình chinh phục tiếp theo. Đây là lần đầu tiên mà mình đi xem thú đêm mà lại đi bộ. Và bước trên những cái lá nó lao sao cũng rất là hay. Rồi khi mà ngẩng lên trời cao thì nhìn thấy đến cả trăm ngôi sao sáng cũng rất là đẹp, cái cảm giác rất là thú vị. Nên thật ra là lúc mới bắt đầu đi thì mình cũng có cái mong đợi là bắt buộc phải thấy thú đêm. Và không thấy thì mình nghĩ là mình sẽ thất vọng. Nhưng mà khi đi rồi thì mình nhận ra là cảm giác đi trong rừng buổi đêm, rồi là được ngắm sao trời, được đạp chân lên những cái tiếng lá, rồi được hít cái không khí đêm của rừng, thì từng đó đối với mình cũng đã là đủ rồi. Khám phá vườn quốc gia Bù Gia Mập về đêm không chỉ là một cuộc hành trình vào thiên nhiên hoang dã, mà còn là cơ hội để hòa mình vào những giá trị văn hóa, những trải nghiệm mà chỉ khi màn đêm buông xuống, chúng ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn. Đây thực sự là một chuyến phiêu lưu không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu về cuộc sống muôn màu.
Đến đây thì 15 phút của chương trình Cà phê sáng nay đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cũng xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ đã đồng hành cùng chương trình này. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.